Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9.99 đồng cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Tiếp đây, kính mời quý vị cùng theo dõi những bản tin liên quan đến Việt Nam, các bản tin liên quan đến căn cứ không quân Anderson, Hoa Kỳ tặng 77 tủ đông cho Việt Nam để bảo quản vaccine COVID-19. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần chi tiết với Thu Hằng sau đây. Thưa quý vị, vào hôm thứ Hai, 19 tháng 8, phi đội 36 của căn cứ không quân Anderson, Hoa Kỳ cho biết rằng họ hoàn tất một hợp đồng trị giá 691.000 Mỹ Kim để cung cấp một gói hỗ trợ COVID-19 cho Việt Nam. Trong một thông cáo báo chí, căn cứ này cho biết theo hợp đồng này, phi quân đội mua 77 tủ đông trị giá 691.000 Mỹ Kim để tặng cho Việt Nam. Theo tin từ UPI, một tủ đông sẽ được phân phối cho mỗi tỉnh trong 63 tỉnh thành của Việt Nam và 14 tủ lớn hơn sẽ được cung cấp cho cấp quốc gia để bảo quản vaccine COVID-19. Hợp đồng này đáp ứng lời yêu cầu chính thức của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và Bộ Y tế Việt Nam đối với các đơn vị bảo quản dựa trên việc nhận được 31 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech COVID-19 sẽ được chuyển đến vào ngày 30 tháng 8. Trong khi việc điều phối và giải quyết một hợp đồng với số tiền này thường mất từ 45 đến 120 ngày, từ nghị sĩ Kristen Leovano của phi đội 36 cho biết nhóm của ông làm việc cả đêm và cuối tuần qua các múi giờ khác nhau để hoàn tất hợp đồng trong vòng chưa đầy 2 tuần. Trong số các đối tác giúp phi đội ký kết thỏa thuận có thiếu tá Wei Yuan, trưởng bộ phận hợp tác quốc phòng thuộc tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội. Người này xác định việc này đem lại lợi ích cho cả hai bên. Theo Đại học Johns Hopkins, kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, Việt Nam ghi nhận hơn 215.000 ca bệnh và gần 3.400 trường hợp tử vong. Yeti và Nike đối mặt với tình trạng ngừng hoạt động tại một cơ sở sản xuất ở Việt Nam do COVID-19, thưa quý vị. Công ty Yeti cho biết một cơ sở sản xuất của họ ở Việt Nam ngừng hoạt động, bổ sung thêm vào danh sách dài các chuỗi cung ứng mà các công ty tiêu dùng này gặp phải do COVID-19. Báo cáo doanh thu trong tam cá nguyệt thứ tư vào tháng 6, Nike thảo luận về tình trạng ngừng hoạt động tại các cơ sở sản xuất giày ở Việt Nam do sự lây lan của dịch COVID-19. Đây chỉ là một trong nhiều rào cản của chuỗi cung ứng mà các công ty đang phải đối mặt trước mùa mua sắm tựu trường và kỳ nghỉ lễ. Việc tìm kiếm container và xe vận tải để vận chuyển các mặt hàng là một trong những vấn đề khác mà các công ty phải đối mặt. Tuy nhiên, Yeti báo cáo thu nhập trong tam cá nguyệt thứ hai cao hơn kỳ vọng. Tổng thu nhập ròng của họ là 56 triệu 200 ngàn Mỹ Kim hay 63 xu trên mỗi cổ phiếu, tăng từ 33 triệu 500 ngàn Mỹ Kim hay 38 xu trên mỗi cổ phiếu vào năm ngoái. Đối với toàn bộ năm tài chính, Yeti đang hướng đến việc tăng doanh số bán hàng từ 26% đến 28%, tăng so với hướng dẫn trước đó từ 20% đến 22%. Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần ESP được dự kiến là từ 2 Mỹ Kim 25 xu cho đến 2 Mỹ Kim 29 xu, tăng từ mức 2 Mỹ Kim 12 xu đến 2 Mỹ Kim 16 xu. Bản tin tiếp theo cho hay giảng viên nhục nhã vì ăn trên xã hội Việt Nam thấp kém đã bị trường học Duy Tân đuổi việc. Thưa quý vị, theo báo Vietnamnet loan tin, vào chiều ngày 9 tháng 8 năm 2021, ông Võ Thanh Hải, phó hiệu trưởng trường Đại học Duy Tân ở Đà Nẵng cho biết hội đồng quản trị trường đã họp và thống nhất đuổi việc cô Trần Thị Thơ, nữ giảng viên cảm thấy nhục nhã vì ăn trên xã hội Việt Nam thấp kém. Theo ông Hải, hiện phòng an ninh chính trị nội bộ của Công an Cộng sản thành phố Đà Nẵng vẫn đang điều tra các phát ngôn của cô Thơ trong đoạn video được sinh viên trong cuộc tranh luận với cô giáo mình quay lại rồi đưa lên Facebook. Sự việc đang gây bất mãn trong một bộ phận dư luận Việt Nam. Họ cho rằng Hội đồng Quản trị trường Đại học Duy Tân đã không hề hiểu và biết ý nghĩa của hai từ Duy Tân là gì trong việc đuổi một giảng viên như cô Thơ. Và họ cho rằng cô Thơ chính là một giảng viên dũng cảm, dám nói lên sự thật và thấu hiểu được nỗi khổ của người dân, của những người bị thất nghiệp phải tháo chạy khỏi miền Nam
trong thời gian vừa qua để tránh nạn đói. Qua đây dư luận cũng cảm thấy rõ được nền giáo dục của chế độ Cộng sản đã tẩy não và tạo ra được những thế hệ học sinh bị nhồi sọ như sinh viên trong đoạn tranh luận của với cô giáo của mình, cũng như việc sẵn sàng triệt hạ người đang dạy dỗ bản thân bằng cách quay video và đưa lên mạng xã hội Facebook với lời lẽ hằn học vô ơn. Phạt hành chính 5 triệu đồng Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật Sài Gòn vì đưa thông tin sai sự thật vụ bác sĩ khoa. Thưa quý vị, liên quan đến vụ bác sĩ khoa rút ống thở của thân nhân để cứu một sản phụ mang thai đôi, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật Sài Gòn Nguyễn Đức Hiền và một cựu nhà báo của truyền thông nhà nước khác là Hoàng Nguyên Vũ vừa bị phạt hành chính với số tiền là 5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên trang mạng xã hội Facebook. Vào ngày 9 tháng 8, truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam cho biết, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Sài Gòn đã làm việc với chủ thể ghi danh và sử dụng tài khoản Facebook Nguyễn Đức Hiền và Hoàng Nguyên Vũ về việc cung cấp chia sẻ thông tin không đúng sự thật đã gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến việc phòng và chống dịch COVID-19 của thành phố. Trước đó, trên trang mạng xã hội Facebook tại Việt Nam xuất hiện câu chuyện về một vị bác sĩ sản khoa tên là Khoa. Trên trang Facebook cá nhân, vị bác sĩ đăng tải thông tin và hình ảnh liên quan đến việc tự động rút ống thở của cha mẹ mình để cứu một sản phụ mang thai đôi. Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 8, trang Facebook của bác sĩ Khoa đã biến mất sau khi bị cộng đồng mạng Việt Nam phát hiện nhiều chi tiết khả nghi và đặt nghi vấn tại sao mà sản phụ lại có thể nằm cùng giường với bệnh nhân khác. Tại buổi làm việc với Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Sài Gòn, hai chủ tài khoản Facebook thừa nhận do mong muốn chia sẻ cảm xúc đối với sự hy sinh của bác sĩ Khoa, nhưng thiếu kiểm chứng thấu đáo nguồn tin nên đã vô ý chia sẻ thông tin theo nội dung đăng tải trên tài khoản Facebook Trần Khoa. Nội dung này là không có thật. Nguồn tin tiếp theo cho hay nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án khu tưởng niệm thân mẫu của Hồ Chí Minh với số tiền 1.625 tỷ đồng trong mùa dịch. Trong lúc người dân khắp nơi đang đói khổ, nhiều công nhân quê Nghệ An thất nghiệp phải chạy hơn 1.500 km từ miền Nam về quê tránh đói. Người bệnh thì không có đủ thuốc thang để điều trị, nhưng nhà cầm quyền tỉnh này vẫn quyết định chi 1.625 tỷ đồng để xây dựng dự án thác 9 tầng ở một khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của ông Hồ Chí Minh ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Theo báo Nghệ An trước đó vào ngày 27 tháng 11 năm 2020, ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu Thủ tướng Cộng sản đã phê duyệt dự án này. Nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An cho rằng đây là công trình đầy ý nghĩa vì nó thể hiện lòng biết ơn công lao sinh thành dưỡng dục của thân mẫu ông Hồ, đồng thời thể hiện tấm lòng tưởng niệm của du khách khi ghé thăm khu mộ của bà Loan. Dự án sẽ được xây trên diện tích đất là 435.677 m². Trước thông tin này, dư luận cho rằng trào lưu xây tượng đài khu lưu niệm của quan chức Cộng sản đã trở thành một cách kiếm tiền của nhóm tham quan, nên họ không thể từ bỏ được. Bất chấp nhân dân đang đói khổ, thất nghiệp, bệnh nhân nhiễm dịch thì không được đầu tư đầy đủ trang thiết bị y tế để điều trị. Được biết cách đây 2 tháng, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Kiên Giang cũng đã quyết định chi gần 1.000 tỷ đồng để xây tượng đài. Còn đối với tỉnh Bình Phước đã chi thành công gần 300 tỷ đồng xây khu tưởng niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong lúc dịch COVID-19 bùng phát. Nữ hoàng sắc đẹp chuyển giới Nguyễn Hương Giang công khai ủng hộ quyền LGBT. Thưa quý vị, cô Nguyễn Hương Giang từng gây xôn xao tại Việt Nam khi thừa nhận bản thân là người chuyển giới trong chương trình truyền hình thực tế Việt Nam Idol năm 2012. Là thí sinh chuyển giới đầu tiên công khai trong chương trình. Lời thú nhận của cô khiến cho cả nước đã chấn động, thúc đẩy cuộc tranh luận về chủ đề này và làm sáng tỏ những thách thức mà cộng đồng LGBT trong nước phải đối mặt. Khi tiến sâu vào vòng trong và trở thành một trong 4 thí sinh cuối cùng, cô không chỉ tìm thấy một nền tảng cho tài năng mà còn cả bản sắc của cô khi công chúng công nhận và thậm chí là đồng cảm với hành trình của cô cho đến nay. Cô Nguyễn Hương Giang lại gây chấn động vào năm 2018 khi trở thành người Việt Nam đầu tiên giành vương miện Miss International Queen, gây danh giá và cuộc thi sắc đẹp thường niên lớn nhất thế giới dành cho phụ nữ chuyển giới được tổ chức tại Pattaya, Thái Lan. Cô đã rạng người niềm tự hào trong bộ váy đuôi cá đỏ rực lửa và đồng thời khiêm tốn chia sẻ mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho những người Việt Nam chuyển giới khác công khai theo đuổi ước mơ và hạnh phúc của họ. Tiếp nối thành công, cô hiện đang tiếp tục vun đắp cho sự nghiệp ca sĩ và nghệ sĩ đang nở rộ của bản thân, xuất hiện với tư cách khách mời trên các chương trình truyền hình
và làm đại sứ cho một số nhãn hàng. Cô trở thành một người nổi tiếng với 4 triệu người theo dõi trên Instagram, cũng như lối sống xa hoa với nhiều quần áo sang trọng, các kỳ nghỉ hè, xe hơi và tài sản. Xin quý vị tiếp tục giữ màn hình SVTN. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút thông tin thương mại để gửi tới quý vị những phóng sự từ cộng đồng. Mời quý vị tiếp tục đón xem.